Vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 7 tháng 8, fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được tin nhắn cầu cứu từ một người phụ nữ. Chị viết, các bác sĩ ơi, hãy cứu giúp chồng em với. Chồng em đang điều trị COVID-19, giờ nguy kịch phải đặt ống nội khí quản, nguy cơ tử vong. Giờ hai mẹ con em ở đây không biết phải làm sao để cứu chồng em. 10 ngày rồi, giờ nghe tin mà đứt ruột đứt gan. Em van xin khẩn cầu các bác sĩ cứu giúp chồng em với. Chị là vợ của bệnh nhân Trần Văn An, sinh năm 1993, đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, những thông tin trên đã được chuyển đến cho bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm phó giám đốc bệnh viện hồi sức COVID-19, thành phố Thủ Đức. Tại bệnh viện hồi sức COVID-19, sau khi nhận được sự chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng liên hệ với bệnh viện bạn để tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân Trần Văn An. Từ những thông tin được cung cấp, các bác sĩ hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá tình trạng của bệnh nhân phù hợp với tiêu chí nhận bệnh của bệnh viện hồi sức COVID-19, đồng thời có khả năng an toàn trên đường chuyển viện. Vì vậy, bệnh viện đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân. 21 giờ ngày 7 tháng 8, anh An được chuyển tới bệnh viện hồi sức COVID-19 và nhập khoa 2A trong tình trạng rất nguy kịch khi hôn mê, đang dùng thuốc an thần, thở máy hỗ trợ gần như ở mức cao nhất. Sau 3 ngày được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân đã dần cải thiện, được rút nội khí quản và cho thở oxy dòng cao. Và sau 5 ngày kể từ lúc nhập viện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn và được chuyển sang khoa 7A, sub-ICU. Theo thạc sĩ bác sĩ Phạm Minh Huy, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy đang tham gia công tác điều trị tại bệnh viện hồi sức COVID-19, tình trạng bệnh nhân Trần Văn An đang cải thiện dần và tới hôm nay, bệnh nhân đã bỏ được máy oxy dòng cao để chuyển sang thở oxy qua mặt nạ mask. Hy vọng trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ bỏ được oxy mask để cho bệnh nhân thở qua cannula và tính tới chuyện cho bệnh nhân xuất viện, bác sĩ Huy chia sẻ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.